Và sau 20 năm thì anh chạm trán với người. Và sau 20 năm thì anh chạm trán với người. Cam Duham ra bóng trước. Đường cầm rất hay nhưng với Cam Duham. Và điểm quyết định đã được ghi. Sự chênh lệch về đẳng cấp là không quá lớn.